Hôm nay cả nhà hãy cùng theo chân vợ chồng mình đi thu hoạch hào để giao cho lái nha cả nhà. Đi thăm mình. Đây là bè hào nhà mình nè cả nhà. Cái bè mà mình dắt xe là mình ăn hào với cả nhà. Tiếp đi không bán đây. Mình tiếp là như vậy đây. Mình tiếp dạng vậy xong cái cỡ tầm mà nửa tháng sau bắt đầu mình cũng như là mình treo nó chưa có sữa coi nha, mình phải đem ra.
chị mai mốt vợ chồng em đi quay hảo đá cho cả nhà xem ha. Hảo đá nó nuôi khách ở sữa rất nhiều.
giờ mình chỉ còn việc là mình chờ, lái tới người ta sẽ đóng hào cho mình. Vào cái nhà bây giờ lái tới đóng hào, giờ giờ mình đóng hào đóng lái cái nhà. Đây là ông anh Phạm Tùng hào sữa. Hào này bự mình. Sữa thì liên hệ với Phạm Tùng nha. Phạm Tùng này số điện thoại kìa 0938 gì 887322. Phạm Tùng chuyên bỏ xỉ lẻ các loại hào. Video hay và trải nghiệm cho các bạn và mọi người xem nhé. Chào cả nhà.